nhằm hỗ trợ hộ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống. Sáng ngày 26 tháng 8, Công ty Cổ phần An Dương và Công ty Cổ phần Than Vàng Xanh Vinacomin đã trao tổng kinh phí 210 triệu đồng hỗ trợ xây sửa nhà ở cho 4 hộ nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phương Đông, Vàng Xanh và xã Thượng Yên Công. Trong đó, Công ty Cổ phần An Dương trao 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Phùng Thị Huệ, hộ nghèo trú tại khu Đồng Minh, phường Phương Đông. Công ty Cổ phần Than Vàng Xanh hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở cho 3 gia đình, chị Lý Thị Nhận, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trú tại thôn Quan Điền, xã Thượng Yên Công, ông Trương Văn Bình, hộ nghèo, trú tại khu Miếu Thán, và bà Mai Thị Hải, người khuyết tật hộ cận nghèo, trú tại khu 2, phường Vàng Xanh. Mỗi hộ được nhận hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ của doanh nghiệp, các gia đình cũng nhận được kinh phí ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Đây là hoạt động thiết thực giúp các hộ nghèo, người khuyết tật nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.